tiên có xài sữa mặt Lifebuoy, tiên có sữa mặt Downy chưa? Là tiên tiêm filler nọc của mọi người. Tao đọc cái này. Có cái tiêm filler nào có nguyên cục nào không vậy? Có mãi chưa? Hello mọi người, và chào mọi người đã quay lại với channel của Tiên. Và ngày hôm nay Tiên đã quay trở lại với một video mới trong phòng tắm. Thì theo mọi người đã thấy thì đã lâu lắm, chắc cũng phải rất là lâu rồi Tiên không làm một cái full skincare routine của Tiên. Nhưng mà nếu mà làm một cái skincare routine bình thường quá thì Tiên thấy rất là bình thường. Nhưng hôm nay Tiên sẽ làm một video mà bạn của Tiên sẽ chọn cho Tiên những cái sản phẩm mà Tiên skincare ngày hôm nay. Và hai người bạn đó cũng không ngoài khác đó là D'Angelo, Shane và Nguyên. Và Tiên sẽ bất ngờ gọi hai người bạn của Tiên mà không nói là Tiên quay phim để xem mọi người phản ứng như thế nào, để cho mọi người xấu cỡ nào. Hình như là bây giờ Nguyên đang coi phim, còn Shane như mới tắm xong, cho nên là Tiên sẽ surprise call, Tiên gọi thử xem là mọi người sẽ phản ứng như thế nào nha. Ok, bây giờ thì Tiên đầu tiên thì Tiên sẽ gọi Shane trước. Khoan, vừa đến skincare thì Tiên sẽ cột cái tóc lên trước đã, cài băng đô đàng hoàng để lát nữa gọi hù cho nó dễ. Nhìn giống như mình đang skin care thiệt vậy. Cho tụi nó không biết mình làm cái gì. Ok, chuẩn bị skin care là đẹp rồi đó mọi người. Rồi ok, đầu tiên thì Tiên sẽ gọi cho Shane trước nha mọi người. Let's see. Shane không biết tiếng ngoài. Trời ơi, thì làm cái gì quấn cái đầu vậy? Mày nói nó gọi quá nhỏ. Làm gì vậy? Mày nói chuyện với tao không mà còn gì phiêu tờ. Đi mày. Ờ, tao đang quay đấy nha. Đang quay phim. Tao đang bị khó khăn hết. Bây giờ hôm nay tao sẽ làm cái challenge. Mày và Nguyên sẽ chọn make up cho tao. Không sao, mày đẹp rồi, mày yên tâm đi. Tao quay với Shane mệt mọi người. Bây giờ thì sẽ lựa những cái sản phẩm ngày hôm nay cho tao skincare. Rồi, đầu tiên sẽ là makeup remover. Cái này là cái của cleansing balm của Clinique, còn cái này là cleansing water của Clinique. Có puke không bé, lấy puke rồi mà. Này. Balm với lại cleansing water. No. Balm. Ok. Bây giờ Tiên sẽ remove makeup luôn nha mọi người, rồi mọi người sẽ ngồi nghe Shane kể chuyện và cuộc đời của Shane. Oh my god, cái interview quá dở. Hello Shane. Hi Tiên, oh my god, cảm ơn bạn đã mời mình lên chương trình ở đây. Dạo này gần đây Shane làm gì Shane? Trời ơi, dạo gần đây Shane dậy rất là sớm, mọi người nha. Ngày nào cũng là 8 giờ mấy dậy đó. Wow. Mình skin care nè mọi người. Mình sẽ cái chút nắng nè mọi người nha, là mình xin phim. Wow, nó phải khác mọi ngày chứ. Rồi tiếp theo, chọn sữa rửa mặt nào. Cái này là của Costa X, cái này là của Tatcha. Chọn sữa rửa mặt Tatcha. Tatcha là nhãn nào vậy Sen? Ở đâu có bán vậy? Chị sử dụng máy rửa mặt của Foreo nha. Rồi sao, nói đi. Ồ, Tiên có xài sữa mặt Lifebuoy rồi, Tiên có xài sữa mặt Downy chưa? Tiên xài sữa mặt Guardian. Ủa, Shane có dùng máy rửa mặt của Foreo không? Có bé, ta xài màu hồng. Cái của Foreo 3 hồng. Nhưng mà xài tốt à? Nói chung là bây giờ tao xài Foreo, máy rửa mặt tao quen rồi. Yeah, thích Foreo quá. Tại vì nó chạy 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 chạy. Chưa, nhưng mà skincare nào mà gặp người hết trơn. Mà khi đang đi story á, xung quanh hết trơn thì không hết cần đi. Wow. Có mua quá vậy? Trời, tao đang tính nói luôn á. Cái bước tiếp theo là một cái bước mà tao sẽ update cho mày. Đây là một cái bước rất là mới tao đang tính làm. Đó là một cái bước nâng cơ mặt. Ê, tao mới thấy cái máy của bé tao định mua á. Ừ. Sai đã mọi người, cái máy ngày hôm nay mà Tiên sử dụng nó chính là cái máy này của Foreo. Đây là cái máy Bambins nha mọi người, siêu mới luôn. Có hai cái tai này dễ thương không? Đây giống con gấu hả? Ừ. Đúng rồi, Bambins á. Mua như vậy bé. Cái này hình như là 300 hay sao á. Để mua thử. Ừ, nhưng mà nói chung là Foreo thì tài khỏi nói rồi đó. Bây giờ đầu tiên thì ta sẽ apply cái serum này vô. Để mình skincare nha mọi người.
Sen sẽ skin care chung với Tiên luôn nha mọi người. Lát các bước cuối cùng thì Tiên sẽ gọi cho Nguyên sau. Bây giờ Tiên sẽ với Sen sẽ skin care chung với nhau. Mọi người thấy không? Tiên có động cầm đúng không? Mọi Sen cũng biết mà. Cái mặt Tiên rất là bự. Cho nên là cái máy này á, nó giúp cho cái cầm mình á, nó V-line hơn. Cũng như là nâng cái cơ mặt để cho mình không có bị chảy xệ. Nên Tiên thấy rất là ok luôn. Tiên tiêm filler nào của mọi người. Ta đọc cái này. Có cái Tiên cái filler nào có nguyên cục nào không vậy? Có mấy chứ. Nói chung là cái serum này nó cấp ẩm rất là tốt luôn mọi người. Mà trước khi sử dụng cái máy này thì đương nhiên là sẽ cần có serum để máy nó chạy tốt hơn. Thì Tiên sẽ bôi serum lên hết. Sau đó thì Tiên sẽ chạy máy nha. Yeah. Chạy máy này thì phải connect giống y chang Furio á Sen. Thì bây giờ mình chỉ cần đưa vô cái máy, đưa vô cái mặt á là nó tự động rung luôn. Thì không đưa vô mặt nó rung à? Không nè, giờ nó rung nè. Đã lắm Sen. Nói chung là em này là sự kết hợp của ba cái công nghệ rất là xịn sò, là công nghệ dòng điện vi, dòng microcurrent nè, hai là công nghệ chống điện anti shock system. Oh my god, nó rung rung nó sang đảo à. Nói chung là cái system này là độc quyền của Furio luôn, với lại ba là T-Sonic. T-Sonic thì nhiều người biết rồi đúng không? Tặng đi 2 cái sinh nhật tặng. Tặng. Tao nghĩ là cái này á mày giống như cái kiểu mà mày biết mà đi spa nó hay kéo mấy cái này không? Mấy cái máy đi nâng cơ. Đúng rồi, mấy cái máy nâng cơ á. Nó giúp cho lưu thông máu rồi đã má. Rồi kích thích mấy cái biểu bì da, rồi kích thích collagen, làm chậm mấy cái quá trình lão hóa nữa. Nói chung là thường thường chỉ có mấy cái ba xịn sò chuyên nghiệp mới có thôi, nhưng mà thường thường nó đi mấy cái máy này tao đi spa tao hay sợ nó biết sao nó bị giật á. B nó còn có cái cảm biến mà chống sốc điện độc quyền nữa. Anti shock system á. Mình không có bị giật á. Chứ mình bỏ vô giật gì nè. Cho nên là mọi người cứ hết sức là yên tâm mà sử dụng. Còn về T-Sonic thì nó sẽ giãn cơ mặt cho mọi người, nâng cơ. Nói chung là lần đầu mà sử dụng cái máy này á, thì mọi người có thể để nấc 1 thôi, nhưng mà sử dụng quen rồi á, có thể đổ qua nấc 2 để cho nó mạnh hơn một chút. À, mọi người thấy sau khi Tiên sử dụng á, thì da Tiên á, có vẻ căng bóng hơn, cũng như là nó sẽ có V-line hơn một chút. Tại vì thường thường Tiên không có, mặt Tiên không có V-line lắm, cho nên là sử dụng cái này sau 2 tuần thì thấy cái cơ mặt nó tốt hơn rất là nhiều, rất là ok luôn mọi người. Cái gì? 1/2 lông tai là một máy này hả? Đúng, gạt cái gì 1/2 gì? 1/2 lông tai. Lông, ừ đúng rồi. Lông tay. Lông tay là cái gì Sen? Lông tay. Lông. À mày nói lông tay, tao nói lông tay, tao biết lông tay là cái gì. Apply serum rồi thì bây giờ Tiên thường thường á là Tiên sẽ massage như thế này cho nó apply vô để nó thấm thấu vô. Xong rồi Tiên sẽ tới full book skincare routine của Tiên. Thì bây giờ Sen chọn cho Tiên một cái serum Dechen. Đây, hai cái này Lancôme hay là YSL? YSL. Okay. Oh my god. I have that too. Yeah, Pure Shot đó mọi người. Đây là một cái dòng Night Reboot Serum rất là nổi. Coi như là nổi nhất của YSL luôn. Và mọi người hãy đón chờ những cái sắp tới của mình và YSL nha. Ok, bây giờ Tiên sẽ gọi cho Nguyên nha mọi người nha. Sen sẽ add Nguyên vô. Nguyên đâu? Hello. Hello. Mấy cái đứa điên này. Tiếp theo thì Tiên sẽ sử dụng cái kem mắt này của AHC. Tại vì Tiên chỉ có một cái kem mắt này thôi, cho nên là sẽ không hỏi Nguyên. Sau đứa này sẽ hỏi Nguyên sau. Rồi. Tiếp đó là bước PPT cặp mẹ em. Dạ, đợi xíu. Quay xong coi liền má ơi, đang đợi nè má. Tiếp theo là Tiên sẽ hỏi Nguyên hai sản phẩm này. Một cái là B5, một cái là Clinic. Ok, Nguyên chọn B5 nha mọi người. Ủa là sao? Không má, hồi trước là không có giờ, không có dậy cái giờ mà còn nắng. Nó không có chống nắng được. Xịt khoáng có hai cái này, Nguyên chọn một cái của Evian với một cái của Chanel. Ở đâu rồi đâu? Chanel. Nguyên chọn cái này. Ok. Wow, I'm done. Mẹ đã xong skincare routine của Tiên. Bây giờ Tiên sẽ phỏng vấn Nguyên một vài câu nha mọi người. Hồi nãy có phỏng vấn Sen rồi. Tại vì hôm nay sẽ là Sunday. Cái gì đó Tiên? Nãy mày nói gì đó Tiên? Sunday Night Live của Tiên Lê featuring The Angels.
Thì chào Nguyên. Giờ này Nguyên như thế nào Nguyên? What the hell? I'm good. Có đôi lời muốn nói với các bạn không? Các bạn tưởng mình có bầu không? Có thể giải thích về cái vấn đề đó không ạ? Mọi người, hẹn gặp lại mọi người trong những video vlog tiếp theo của tụi mình. Để tụi mình sắp được gặp nhau show. Yeah. Ủa, rồi mình nói về chuyện gặp nhau đi ha mọi người ha. Hình như là mình hẹn gặp nhau ngày mấy hả? Ngày 8. Không, mình hẹn trước đó là ngày mấy hả? Ngày 1 hả? Nhưng mà có người buồn kèo mọi người. Nhưng mà có người buồn kèo mọi người. Ngày 1 là 7 đó, đúng không? Ngày 1 là 6. Ừ, tại sao không được gặp vậy? Tại sao không được gặp mấy? À, tại ông xã mấy hồi 3 tháng rồi bé. Đó nha mọi người. Đó, nó đâu có quan trọng bạn bè mọi người. Thế này ông xã lắm. Vậy đã hết video ngày hôm nay. Cảm ơn rất là nhiều đến với Shen và Nguyên đã cho em một cái talk show nhỏ nhỏ. Và những cái lời khuyên của Shen mọi người đừng nghe nha. Tại vì Tiên nghĩ là nó cũng hơi sợ. Thế là cảm ơn mọi người rất là nhiều. Rồi, chào đi. Bye bye mọi người. Bye bye.